áp lực công việc ngày càng cao, tình trạng stress mất ngủ diễn ra thường xuyên. Khi đó thì chúng ta thường tìm đến những bài thuốc nam dân gian với mong muốn là giảm tải áp lực công việc và giúp chúng ta lấy lại được sự cân bằng vốn có trong cơ thể. Dân gian có rất là nhiều bài thuốc quý, tuy nhiên thì lựa chọn được một vị thuốc phù hợp với cơ địa của từng người là điều đặc biệt quan trọng. Đối với bệnh mất ngủ, stress, căng thẳng do áp lực công việc và cuộc sống hiện nay thì có hai vị thuốc quý mà chúng tôi đã áp dụng sử dụng rất là hiệu quả trong thời gian qua, đó là vị thuốc hoa tam thất và nấm linh chi. Hoa tam thất và nấm linh chi thì sử dụng chung với nhau thì không kỵ nhau, và đặc biệt hơn nữa là khi chúng ta kết hợp hai vị thuốc này lại với nhau thì sẽ giúp tối ưu hóa công dụng của từng vị thuốc. Như chúng ta đã biết thì công dụng của hai vị thuốc này là hoa tam thất thì là một vị thuốc nam dùng để điều trị mất ngủ hàng đầu hiện nay. Nấm linh chi là một vị thuốc nam có xuất xứ tại Hàn Quốc và hiện nay đã được nhân giống và trồng thành công tại Việt Nam. Nấm linh chi thì có công dụng là tăng sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, chống lão hóa và phòng ngừa bệnh tật. Vì vậy khi sử dụng kết hợp hai vị thuốc này thì không những giúp tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật mà nó còn có công dụng giúp an thần và điều trị bệnh mất ngủ. Dân gian có câu ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, điều cốt lõi để duy trì đó là ăn và ngủ đều đặn thì sẽ lấy lại được sự cân bằng và ổn định trong cơ thể. Khi ấy thì cơ thể sẽ khỏe mạnh và đẩy lùi được những bệnh tật. Liều dùng kết hợp hoa tam thất và nấm linh chi như sau: hoa tam thất 10g, nấm linh chi 20g. Hai vị thuốc trên bạn đem hãm với 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Bạn nên sử dụng thường xuyên hai vị thuốc này để giữ được sức khỏe tốt nhất. Thời gian qua thì chúng tôi đã áp dụng cách làm đơn giản này cho rất là nhiều bạn và đã lấy lại được giấc ngủ và tinh thần sảng khoái và năng động.